Xin chào các bạn, mình là Văn Lộc đây, và bây giờ mình sẽ review với các bạn cách để tháo một cái cục nóng của điều hòa, di chuyển điều hòa đi chỗ khác. Thì bây giờ trước tiên để tháo được cục nóng thì chúng ta phải khóa ga của điều hòa. Khóa ga thì chúng ta phải mở máy lên. Ta sẽ mở máy lên. Ta sẽ mở chế độ lạnh. Rồi, để chế độ 22 độ cũng được. Rồi, chúng ta sẽ mở và chúng ta sẽ để cho điều hòa hoạt động, để cho cục nóng này cứ hoạt động thì chúng ta sẽ thu ga về các bạn nhé. Đấy, thu ga về. Khi hoạt động ta sẽ tua ga về. Bây giờ chúng ta sẽ trèo lên cục nóng và chúng ta bắt đầu thi hành công việc khóa ga và tháo di rời cục nóng. Bây giờ thì để thi hành dụng cụ chúng ta cần có để chuẩn bị để tháo một cái cục nóng thì chúng ta sẽ có là hai cái mỏ lết này, một cái lục lăng, bộ lục lăng để chúng ta khóa ga này, và chúng ta sẽ có tua vít để tháo dây điện này, và có băng dính để bịt các đầu giắc co, và chúng ta sẽ dùng thang để leo lên nóc nhà. Bây giờ ngoài trời đang gió to quá các bạn ạ, thì bây giờ mình cố gắng nói to nhất thì các bạn có thể nghe thấy được vì gió to quá. Thì các bạn sẽ thấy là cái cục nóng đang chạy như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành các bước để di rời cục nóng này nhé. Thì đầu tiên ta sẽ tháo cái thằng này ra. Các bạn chú ý là các đầu dây điện này các bạn phải đánh dấu và nhớ xem là dây điện nào vào chỗ nào nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hành các bước khóa ga. Chúng ta sẽ bắt đầu khóa ga, mở van ga ra. Nó hơi bị mát. Mát các bạn, bị mát quá. Thế mình quên rồi không đi dép lên đây. Rồi sau khi khóa ấy xong thì các bạn sẽ lấy để khóa nhé, các bạn chọn xem cái nào là vừa nhé. Cái này là vừa. Bây giờ ta sẽ khóa vào này. Các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ nhá. Đấy, nó sẽ có hai chiều thôi. Xoay. Và khi khóa xong này các bạn sẽ mở van bên dưới để khóa tiếp van bên dưới. Ga sẽ hút về. Trong thời gian mình mở cái van này là ga sẽ hút về. Các bạn nếu như các bạn mở trước hai van này thì các bạn nhớ đợi khoảng tầm 30 giây. 15 đến 30 giây để ga có thể hút hết về cục nóng nhé. Ga có thể hút hết về vào lớp. Rồi các bạn sau đó các bạn sẽ khóa ga lại. Khóa ga lại. Các bạn nhớ là khóa cái ống bé trước, khóa ống to sau. Khóa ống bé trước, khóa ống to sau nhá. Khóa ống bé trước, khóa ống to sau. Đây mình đã khóa. Bây giờ mình đã khóa xong hai ống này. Thì việc bây giờ là mình sẽ phải giật nguồn của con này ra, không được cho nó chạy nữa. Thì bây giờ mình chạy xuống dưới nhà để tắt áp đi rất là lâu. Rồi mình đã giật được dây nguồn ra rồi các bạn ạ. Giật được dây nguồn ra rồi nhá. Khi các bạn khóa ga xong nhá thì các bạn sẽ tháo dây điện ra. Tháo dây điện ra các bạn nhớ đánh dấu đầu dây. Cứ đánh dấu đầu dây nhá. Mình sẽ đánh dấu đầu dây bằng băng dính. Mình sẽ cuốn để nhớ. Cuốn cái này bằng băng dính để nhớ. Tháo hết các dây điện khác rồi. Giắc co. Giắc co. Các bạn này dùng hai mỏ lết nhé, để tránh trường hợp là khi đúng là sẽ gãy mất cái này. Rồi. Oh.
À, uống rượu. Bây giờ là mình đã tháo được cục nóng rồi, thì đây là mình có thể di chuyển, bây giờ mình có thể hoàn toàn di chuyển đến cục nóng này đi muôn nơi nhé các bạn. Đây là cách mà các bạn sẽ tháo cục nóng. Nếu như các bạn đi xa đấy thì các bạn nên bịt cái này vào cho bụi bẩn nó sẽ không vào đây đấy, các bạn nên bịt thế này đấy. Và cái ống đồng này các bạn cũng nên bịt vào như này, cuốn vào để bịt vào cho đi xa cho đỡ ấy. Bây giờ mình sẽ di chuyển con máy này và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.